các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần của bạn, đồng thời giúp bạn cải thiện bản thân một cách hoàn thiện. Chúng ta đang sống trong một thế giới của sự phân tâm, những thông báo của Facebook, email, tin tức xã hội, cập nhật ứng dụng luôn xuất hiện và làm gián đoạn cuộc sống, khiến cho ta cảm thấy thật khó để có được những phút giây bình yên, thoải mái cho chính mình. Trong một thế giới ồn ào, đâu là nơi bạn có thể tìm thấy sự bình tĩnh và tập trung? Và câu trả lời đó chính là đọc sách. Mỗi ngày trôi qua cũng giống như một trang sách mới được mở ra. Hôm nay, Chùm Chùm sẽ giới thiệu đến cho các bạn top 10 cuốn sách hay nên đọc trong đời. 1. Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie. Cuốn sách Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie là cuốn sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu trong danh mục sách bán chạy nhất do tờ báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Cuốn sách đầu tiên và hay nhất mọi thời đại. Chúng có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Hiện nay, có một sự hiểu nhầm đã xảy ra. Tuy Đắc Nhân Tâm là tựa sách hầu hết mọi người đều biết đến vì những danh tiếng và mức độ phổ biến, nhưng một số người lại ngại đọc. Lý do vì họ tưởng đây là một cuốn sách dạy làm người, nên có tâm lý e ngại. Có lẽ là do khi giới thiệu về cuốn sách, người ta luôn gắn liền với miêu tả. Đây là nghệ thuật đối nhân xử thế, nghệ thuật thu phục lòng người. Những cụm từ này không còn hợp với hiện nay nữa, gây cảm giác xa lạ và thiếu thực tế. Nội dung của cuốn sách giúp bạn có cái nhìn khác hơn về khái niệm đắc nhân tâm. Nó không còn là nghệ thuật thu phục lòng người làm cho tất cả mọi người xung quanh đều yêu mến mình, mà đắc nhân tâm ở đây sẽ có ý nghĩa cần được thủ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình. Cuốn sách Đắc Nhân Tâm được tác giả chia làm 4 phần. Mỗi một phần là một bài học cũng như một bí quyết riêng. Đây là công trình tâm huyết cả đời của ngài Dale Carnegie. Xuất phát từ chính nhu cầu của Dale khi cảm thấy cuộc đời mình sẽ không phạm phải quá nhiều sai lầm nếu như học được tử tế và cách cư xử trong cuộc sống. Ông đã viết bằng chính kinh nghiệm phong phú cả đời của mình. Thậm chí, ông còn thuê cả một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp để tìm và cùng ông nghiên cứu các tài liệu liên quan. Và cuốn sách hữu ích đến mức vừa ra đời đã phải tái bản liên tục, trở thành hiện tượng chưa từng có trong bối cảnh xuất bản ảm đạm của nước Anh lúc đó và mãi cho đến tận bây giờ. 2. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Adam Hu. Khi bạn cầm trên tay quyển sách này, có nghĩa là bạn đã cầm đến chiếc chìa khóa của sự thành công và cả bản hướng dẫn sử dụng. Trong chúng ta, bất kỳ ai cũng muốn chính bản thân mình trở thành một người tài giỏi, có thể giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả nhất. Và để có được những điều đó, quyển sách này sẽ giúp bạn bằng những hướng dẫn học tập chi tiết nhất. Tác giả không chỉ đơn thuần giải thích người khác thành công như thế nào, mà còn nói làm sao để họ làm được như thế, giúp người đọc khám phá ra tiềm năng của bản thân, phát huy điều đó. Ngoài ra, sách còn cung cấp những phương pháp học tập thông minh như áp dụng các công cụ học bằng cả não bộ như sơ đồ tư duy, phát triển trí nhớ siêu việt để ghi nhớ các sự kiện, con số một cách dễ dàng, thành thạo việc quản lý thời gian và xác định mục tiêu. Adam Kuhn đã cho chúng ta thấy tài giỏi mang lại sự tự tin như thế nào và còn hướng dẫn bạn cách thức trở thành người tài giỏi. Qua đó, đọc giả sẽ lập được những kế hoạch cho cuộc đời của chính mình. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, sẽ giúp tìm ra giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề, giúp nhận ra cách thức để thành công. Tuy nhiên, để làm một người tài giỏi thì người đọc còn đặt quyển sách xuống và thực thi ngay các kế hoạch. Đương nhiên không phải chỉ là chăm chỉ ngày 1, ngày 2 mà mỗi người còn thực hiện một cách lâu dài, thậm chí cả đời mới đạt được những gì mình mong muốn. Thật sự đây là một quyển sách rất tuyệt vời và bổ ích, đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu. Một quyển sách không thể thiếu trong tủ sách của bạn. Thật không biết phải làm sao với con trai của chúng tôi, nó được cử đi học thêm khắp nơi mà vẫn làm bài thi thật tệ hại. Chúng tôi tự hỏi sau này nó có làm nên trò trống gì không nữa. Đó chính là những gì mà cha mẹ của Adam từng than vãn về sự kém cỏi và kết quả thi cử thảm hại của cậu nhiều năm về trước. May mắn thay, vào thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, Adam đã tìm thấy và học tập theo công thức thành công của những người tài giỏi vượt bậc. Chính vì thế, từ một cậu học sinh kém cỏi nhất trong số những học sinh kém, không những anh đã vươn lên đạt được kết quả xuất sắc trong các kỳ thi cuối cấp 2 và cấp 3, anh còn được xếp hạng trong số 1% sinh viên tài năng nhất của trường Đại học Quốc gia Singapore. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Tổng hợp những kỹ năng và phương pháp đã mang tới thành công vượt bậc cho cậu bé Adam kém cỏi, và dĩ nhiên, bạn cũng có thể thành công như vậy. Quyển sách này dành cho các học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, các nhà giáo và bất kỳ ai mong muốn được tăng cường khả năng tận dụng não bộ hoặc phát huy tất cả tiềm năng của mình.
Nếu bạn muốn tài giỏi trong các phương pháp học tập và suy nghĩ vượt bậc, hãy đọc quyển sách này. Bạn sẽ học được cách tăng cường sự tự tin và làm chủ cuộc sống của bạn. Áp dụng các công cụ học bằng cả não bộ như sơ đồ tư duy, phát huy trí nhớ siêu việt để ghi nhớ lại các sự kiện, con số một cách dễ dàng, thành thạo việc quản lý thời gian và xác định mục tiêu, mang lại khả năng có được những thành tích cao nhất có thể. Áp dụng các phương pháp thi cử hiệu quả để chiến đấu và chiến thắng trong các kỳ thi quan trọng. Tài năng đặc biệt của Adam nằm ở việc anh có thể hệ thống và chia sẻ các kỹ thuật và phương pháp mà bất kỳ học sinh nào cũng có thể áp dụng được để đạt được kết quả xuất sắc như anh từng đạt. 3. Thép đã tôi thấy đấy, Nikolai A. Ostrovsky. Thép đã tôi thấy đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả sống nó rồi mới viết nó. Nhân vật trung tâm, Pavel cũng chính là tác giả. Là một chiến sĩ cách mạng tháng 10, ông đã sống một cách nồng cháy nhất, như nhân vật Pavel của ông. Cũng không phải một cuốn tiểu thuyết tự thuật thường vì hứng thú hay lợi ích cá nhân mà viết. Ông viết Thép đã tôi thấy đấy trên giường bệnh, trong khi bại liệt và mù. Bệnh tật tàn phá 9 phần 10 cơ thể. Chưa bao giờ có một nhà văn sáng tác trong những điều kiện gian khổ như vậy. Trong lòng người viết, phải có một nhiệt độ cảm hứng nồng nàn, không biết bao nhiêu mà kể. Nguồn cảm hứng ấy là sức mạnh tinh thần của người chiến sĩ cách mạng bị tàn phế, đau đớn đến cùng cực, không chịu nằm đợi chết, không chịu được xa rời chiến đấu. Do đó, phấn đấu trở thành một nhà văn để viết nên cuốn sách này. Càng yêu cuốn sách, càng kính trọng nhà văn, càng tôn quý phẩm chất của con người cách mạng. Đọc Thép đã tôi thấy đấy, trước hết truyền cho chúng ta lòng ham sống và ham chiến đấu. Đấy là bản chất giai cấp của Pavel, bản chất thanh niên của Pavel. Đấy là phẩm chất cách mạng mà đảng và đấu tranh thực tế đã xây dựng cho anh. Không phải ngọn lửa rơm rút sôi nổi hay cái ngang tàn rỡm của chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Một tinh thần ham sống và ham chiến đấu có nghĩa lý nhất, có cơ sở nhất. Không gì mạnh bằng lòng tin tưởng của Pavel ở những mục đích chiến đấu của mình. Pavel say mê, đam mê tàn tâm, tàn ý phục vụ nhân dân. Hy sinh cá nhân của mình một cách nồng nhiệt lãng mạn, không bao giờ do dự, không hề tính toán. Tất cả vì sự nghiệp giai cấp, vì hạnh phúc nhân loại. Nếu chúng ta không hiểu mục đích đấu tranh của Pavel, bản tính đấu tranh của Pavel thì chỉ cảm thấy đời Pavel thật đau khổ. Không, Pavel không hề cảm thấy đau khổ. Pavel chỉ nghĩ đến khắc phục thống khổ. Pavel luôn luôn vui sướng vì anh luôn luôn đấu tranh và luôn luôn thắng lợi. Đó là chủ nghĩa lạc quan của Pavel. Đó là sức mạnh, là hạnh phúc của Pavel. Thép đã tôi thấy đấy là một khúc ca tươi đẹp của đời sống. Mỗi trang sách như cuốn thêm máu chảy trong lòng người đọc, nâng cao thêm nhiệt tình cách mạng, thúc giục chiến đấu, thúc giục công tác. Thép đã tôi thấy đấy giải quyết cho chúng ta nhiều vấn đề nhân sinh quan mới, dạy chúng ta biết yêu, biết ghét một cách chính xác và sâu mạnh, khơi lên ở chúng ta những tình cảm lớn, xây dựng cho chúng ta một quan niệm về tình yêu trong sáng. Thép đã tôi thấy đấy còn là một kho báu kinh nghiệm công tác cách mạng thực tế, để chúng ta nhìn cho sáng hơn nhiều vấn đề mới và cuộc sống đặt ra cho mỗi tập thể và mỗi con người. Để thực hiện, nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua, kẻ thù nào cũng phải đánh thắng. 4. 7 thói quen để thành đạt, Stephen R. Covey. Cuộc sống ngày càng phức tạp, căng thẳng và khắc nghiệt khi con người chuyển từ thời đại công nghiệp sang thời đại công nghệ thông tin, cùng với các hệ quả của nó. Nền kinh tế tri thức ra đời, kèm theo nó là hàng loạt các vấn đề mới làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống xã hội, đem đến cho con người những ứng dụng tích cực cũng như tạo ra thêm một số khó khăn và thách thức. Những khó khăn và thách thức ấy không chỉ khác nhau về lượng mà còn khác nhau về chất. Những thay đổi sâu sắc của xã hội ở các biến động trên thương trường toàn cầu trong thời đại kỹ thuật số đang khiến nhiều người nghi ngờ tính phù hợp của những nguyên tắc, những thói quen được đưa ra trong cuốn sách này. Theo tác giả, cuộc sống càng có nhiều biến động thì những thử thách chúng ta gặp phải càng lớn, thì 7 thói quen càng có giá trị đối với tất cả mọi người. Vì các khó khăn, thách thức luôn tồn tại và ngày càng phổ biến, nên giải pháp đưa ra đều dựa trên những nguyên tắc mang tính quy luật, hiển nhiên, bất biến và lâu dài trong lịch sử. Trong 7 thói quen để thành đạt, tác giả đã đưa ra một phương thức tiếp cận toàn diện, thống nhất và mang tính nguyên tắc trong việc giải quyết các vấn đề cá nhân và nghề nghiệp. Với sự thấu hiểu sâu sắc, những giai thoại đầy ý nghĩa, tác giả đã mở ra cho chúng ta một con đường để từng bước tiến đến một cuộc sống công bằng, trung thực, cống hiến và tự trọng. Những nguyên tắc giúp chúng ta dễ dàng thích nghi hơn với mọi thay đổi, đồng thời mang đến cho chúng ta trí thông minh và sức mạnh có thể tận dụng được mọi cơ hội, thay đổi những thứ mà nó mang đến. Cuốn sách 7 thói quen để thành đạt chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn một hành trình học hỏi lý thú. Hãy áp dụng ngay và chia sẻ với người thân, bạn bè những điều bạn đọc được. Hãy nhớ, học mà không hành thì không phải học thực, biết mà không làm thì không phải là thật sự biết.
Sống theo 7 thói quen là một cuộc đấu tranh không ngừng, bởi khi bạn càng tiến bộ thì bản chất của các thách thức bạn gặp phải cũng sẽ thay đổi. 5. Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng. David G. Zimmerman. Bạn băn khoăn không biết người đối diện đang nghĩ gì. Họ có đang nói dối bạn không? Đối tác đang ngồi đối diện với bạn trên bàn đàm phán đang nghĩ gì và chuẩn bị nói gì tiếp theo? Đọc người khác là một trong những công cụ rất quan trọng, có giá trị nhất, giúp cho các bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đọc vị người khác để chiếm thế thượng phong trong việc chủ động nhận biết điều cần tìm kiếm ở bất kỳ ai bằng cách thâm nhập vào suy nghĩ của người khác. Đọc vị bất kỳ ai là cẩm nang dạy bạn cách thâm nhập vào tâm trí của người khác để biết điều người khác đang nghĩ. Cuốn sách này sẽ không giúp bạn rút ra các kết luận chung về một ai đó dựa vào cảm tính hay sự võ đoán. Những nguyên tắc được chia sẻ trong cuốn sách này không chỉ đơn thuần là lý thuyết hay mèo vặt, hoặc chỉ đúng trong một số trường hợp nhất định. Các kết quả nghiên cứu trong cuốn sách này được đưa ra dựa trên phương pháp SNAP, cách thức phân tích và tìm hiểu tính cách, một cách bài bản trong phạm vi cho phép mà không làm mất lòng đối phương được phân tích. Phương pháp này dựa trên những phân tích về tâm lý, chứ không đơn thuần dựa trên ngôn ngữ, cử chỉ, trực giác hay võ đoán. Cuốn sách được chia làm 2 phần và 15 chương. Phần 1. 7 câu hỏi cơ bản. Học cách phát hiện ra điều người khác nghĩ hay cảm nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phần 2. Những kế hoạch chi tiết cho hoạt động trí óc. Hiểu được quá trình ra quyết định. Vượt ra ngoài việc đọc hay các suy nghĩ và cảm giác đơn thuần. Hãy học cách người khác suy nghĩ để có thể nắm bắt bất kỳ ai, phán đoán hành xử và hiểu họ còn hơn chính bản thân họ. Đọc vị bất kỳ ai bao hàm những thủ thuật giúp các bạn đọc vị người khác một cách nhanh chóng và không làm mất lòng hay ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bạn và họ. Có cuốn sách này, bạn sẽ là người nắm được thế chủ động trong mọi tình huống mà không phải lo việc bị lừa dối hay lợi dụng. Góp phần tôi luyện thêm bản năng nhìn nhận người khác một cách chính xác, có logic, giúp cho bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Chôm Chôm để có thể theo dõi thêm nhiều video học bổ ích.